Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự phát thanh trực tiếp 8 giờ ngày 8 tháng 3 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa chương trình được thực hiện trên sóng FM tần số 92,3 MHz mở đầu bản tin thời sự là thông tin về một số sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày hôm nay ngày 8 tháng 3 đồng chí bí thư tỉnh ủy chủ trì hội nghị ban thường vụ tỉnh ủy để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung báo cáo tổng kết thực hiện chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm 2020-2025 và tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng 2011-2025. Cũng trong ngày hôm nay, đồng chí lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị cho ý kiến về phương án tổ chức các hoạt động tôn vinh tri ân nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng chủ trì hội nghị phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trực tuyến tại điểm cầu Thanh Hóa. Thông tin chi tiết về các sự kiện chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong khung giờ các bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Cùng với hàng trăm dự án công nghiệp đang triển khai thi công, trong năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã có thêm 48 dự án công nghiệp được chấp thuận chủ trương trên địa bàn tỉnh, trong đó có 18 dự án FDI với số vốn đăng ký 13.370 tỷ đồng và 228,4 triệu đô la Mỹ. Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa cũng đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện khởi công thực hiện dự án số 1 tổ hợp hóa chất Đức Giang tại khu kinh tế Nghi Sơn. Trình Bộ Công Thương đề nghị xem xét, chấp thuận chuyển đổi nhiên liệu than sang LNG của nhà máy nhiệt điện Công Thanh tại khu kinh tế Nghi Sơn và cập nhật vào kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, tuyên truyền hỗ trợ, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng nhằm tạo đột phá cho tăng trưởng công nghiệp thời gian tới. Thanh Hóa luôn chỉ đạo quyết liệt chủ động thao gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. Tính đến hết tháng 2 năm 2024, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Thanh Hóa ước đạt trên 900 tỷ đồng, bằng 8,2% kế hoạch vốn giao chi tiết, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Có được kết quả trên là do trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết các đơn vị cũng đã xây dựng ban hành kế hoạch về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn cụ thể, phân công lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện của từng dự án để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm 2024. Hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất mở rộng đường giao thông liên xã, từ năm 2023 đến nay, xã Thành Tâm đã cải tạo nâng cấp và xây dựng các công trình phụ các nhà văn hóa thôn, nâng cấp cải tạo là mới nhiều hệ thống đường giao thông nông thôn và mương tiêu thoát nước trong khu dân cư. Xã đã huy động nhân dân hiến trên 11.000 m2, đóng góp 2,7 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công để xây dựng hoàn trả các công trình bị phá rỡ để hiến đất. Đây cũng là tiền đề quan trọng để xã Thành Tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Tiếp theo là những thông tin trong nước. Thủ tướng Chính phủ vừa phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo 16 văn bản quy định chi tiết thi hành luật đất đai thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ, thẩm quyền của các bộ ngành địa phương trình Chính phủ ban hành theo thẩm quyền trong tháng 5 năm 2024. Cũng trong thời gian này, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ ngành có liên quan xây dựng nghị quyết thí điểm việc tách giải phóng mặt bằng tái định cư ra khỏi dự án đầu tư. Ngày 7 tháng 3, tại thủ đô Canberra, ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia họp báo, thông báo nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên mức cao nhất, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên đã trao đổi, nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, lao động, việc làm, đồng thời thảo luận về tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác để bảo vệ và thúc đẩy an ninh ổn định trong khu vực hai thủ tướng cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác khu vực và quốc tế, tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn đa phương. Đồng thời mong muốn những nơi có xung đột trên thế giới sớm được giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Các tập đoàn kinh tế trên thế giới thường quan tâm đến chi phí logistics trước khi đưa ra quyết định đầu tư, quốc gia nào có chi phí logistics thấp sẽ là lợi thế cạnh tranh, tuy nhiên tại Việt Nam chi phí logistics vẫn cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực và thế giới. Hiện chi phí logistics ở Việt Nam trung bình ở mức 16 đến 17% GDP. Nhiều năm trước đây còn là 18 đến 19% GDP. Theo các doanh nghiệp, logistics được xem như đòn bẩy thúc đẩy nền kinh tế. Do vậy, giảm chi phí logistics sẽ góp phần tăng năng lực cạnh tranh cho hàng hóa của Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Cơ bạc nhà nước vừa thông báo chi tiết kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2024. Kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ năm nay được qua bạc nhà nước phân bổ thành 7 loại kỳ hạn với khoảng 400.000 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu chính phủ có gói lượng nhiều nhất là 15 năm với 140.000 tỷ đồng, tiếp đến là kỳ hạn 10 năm với 100.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm với 70.000 tỷ đồng. Tổng khối lượng huy động trái phiếu chính phủ từ đầu năm đến hết tháng 2 năm 2024 đã đạt gần 47.700 tỷ đồng, lãi suất phát hành bình quân là 2,19% một năm. Công ty nghiên cứu tài sản toàn cầu mới đưa ra dự báo, Việt Nam sẽ có mức tăng trưởng tài sản đột biến nhất trong thập kỷ tới, lên tới 125% khi củng cố vị thế là trung tâm sản xuất toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng tài sản tài chính cá nhân của Việt Nam đã vượt xa các nước châu Á khác trong thập kỷ qua. Việt Nam cũng là nước đứng thứ hai trong số các thị trường mới nổi được săn đón nhiều nhất trong lĩnh vực bất động sản, nhiều nhận định cho rằng Suy thoái kinh tế toàn cầu kéo dài có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất và xuất khẩu, nhưng Việt Nam sẽ vượt qua thách thức. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sắt thép đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ, so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu mặt hàng này tăng 19,3% về lượng và 12,6% về trị giá. ASEAN là thị trường xuất khẩu thép lớn nhất của Việt Nam, chiếm 32% thị phần xuất khẩu, kế tiếp đó là EU và Mỹ lần lượt chiếm 28% và 9%. Đáng chú ý, trong tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sắt thép tăng trưởng ấn tượng tới 3 con số từ một số thị trường như Italia, Hoa Kỳ và Malaysia. Dự kiến trong năm 2024, tiêu thụ thép sẽ tăng khoảng 6,4%, sản lượng xuất khẩu tăng lên gần 13 triệu tấn. Năm học 2024-2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ thực hiện giảm giá từ 10 đến 24% các tựa sách giáo khoa ở tất cả các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 12 so với giá bìa của năm học trước. Cụ thể, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thực hiện và triển khai 4 bộ sách giáo khoa đối với lớp 1, lớp 2 đến lớp 12, đã thực hiện triển khai 2 bộ sách giáo khoa là Chân trời sáng tạo kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ môn học và hoạt động giáo dục. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, từ nay đến ngày 24 tháng 4 và từ ngày 2 tháng 5 đến 16 tháng 5, đường sắt áp dụng nhiều chính sách giảm giá dịp thấp điểm năm 2024. Cụ thể, với hành cách mua vé cá nhân, các đoàn tàu thống nhất giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, trước ngày đi tàu từ 5 đến 9 ngày được giảm 5% giá vé, trước từ 10 đến 19 ngày giảm tới 10% trước từ 20 đến 39 ngày giảm 20%, trước từ 40 ngày trở lên giảm 40%. Ngoài ra, đường sắt vẫn đang áp dụng chính sách giảm giá cho các đối tượng chính sách. Luật đất đai 2024 đã cụ thể hóa nghị quyết số 18 của Trung ương và hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý sử dụng đất nông nghiệp với nhiều quy định mới nhằm phát triển nông nghiệp nông thôn nông dân theo hướng hiện đại bền vững. Điều quan trọng tiếp theo là những chính sách này sẽ được quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành như thế nào để bảo đảm phát huy hiệu quả, bảo đảm tính khả thi và thực sự tháo gỡ được những vướng mắc hiện nay liên quan đến đất nông nghiệp. Đây là nội dung được các chuyên gia, nhà khoa học phân tích trong tọa đàm, đưa quy định mới về đất nông nghiệp trong luật đất đai 2024 vào cuộc sống được tổ chức. Luật đất đai 2024 sẽ chính thức thực thi từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Hội đồng Anh sẽ tổ chức ngày hội IELTS Fair 2024, sự kiện lớn nhất trong năm dành riêng cho các thí sinh IELTS vào ngày 16 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh và 17 tháng 3 năm 2024 tại Hà Nội. Với hơn 4 triệu lượt thi trên toàn thế giới trong năm 2023, vừa được hơn 11.500 tổ chức tại 140 quốc gia công nhận, IELTS đã trở thành một trong những kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Giá trị của cái thi đã và đang mở ra vô số cơ hội học tập và làm việc cả trong nước và quốc tế. Cũng theo đó, ngày càng nhiều cơ sở đào tạo giáo dục đại học tại Việt Nam sử dụng IELTS làm tiêu chí xét tuyển đầu vào và yêu cầu tốt nghiệp cho sinh viên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.